Tin giáo xứ Bến Sáng, trại hè 2018 tại giáo xứ Bến Sáng. Được sự yêu thương và cho phép của cha sở, cùng sự đồng hành của cha phó, đoàn thiếu nhi giáo xứ Bến Sáng đã tổ chức ngày trại hè dành cho các em thiếu nhi trong giáo xứ vào lúc 6 giờ ngày 6 tháng 7 năm 2018 tại khuôn viên giáo xứ Bến Sáng. Với chủ đề là trại ra khơi, nhằm mục đích hướng các em sống theo tinh thần của Chúa Giêsu và các thánh tự đạo, vì Chúa quên thân mình ra khơi để chài lưới muôn người. Ngoài ra, đây cũng là một sân chơi bổ ích để các em có thêm nhiều kỹ năng và có tinh thần thoải mái, khỏe khoắn trong dịp hè. Tham dự kỳ trại này có hơn 80 em trại sinh cùng với hơn 20 anh chị em huynh trưởng và dự trưởng. Ngay từ rất sớm, các em đã có mặt đông đủ tham dự thánh lễ cầu bình an cho kỳ trại. Thánh lễ do cha phó Phêrô Nguyễn Thanh Tâm chủ tế. Sau thánh lễ, các em nhanh chóng tập trung điểm danh sĩ số, ăn sáng và tiến vào đất trại. Với sự cầu nguyện của cha sở, cha phó, quý ông trong ban hội đồng mục vụ giáo xứ, quý giáo lý viên và sự chuẩn bị chu đáo của quý thầy, các bạn huynh trưởng, ngày trại vui được diễn ra thành công tốt đẹp, tuy có chút trở ngại về thời tiết. Trải qua một ngày trại tuy mệt mỏi nhưng các em vẫn chứa chan niềm vui. Các em đã nhiệt tình tham gia hết tất cả các thử thách về giáo lý, các trò chơi mà các anh chị huynh trưởng đưa ra. Các em cũng đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm, biết tự chăm sóc bản thân, tự nấu cơm và dọn dẹp. Đây sẽ là hành trang giúp các em tiến bộ và thành công hơn trong đời sống đức tin và cuộc sống ngoài xã hội. Trại hè 2018 được khép lại với buổi sinh hoạt lửa trại và văn nghệ. Tiếp đến là trao phần thưởng cho những đội có tinh thần đoàn kết và chơi xuất sắc nhất. Sau phần trao thưởng, tất cả các em trại sinh vui vẻ cầm tay nhau, hát bài chia tay và ra về trong bình an.